Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toản. Thì dạo này rất nhiều những bạn là đang thắc mắc về côn nhị khúc thực chiến của Toản là loại 200.000 và loại 250 có gì khác biệt hay không, mà thấy là giống nhau hết. Thì anh em mình chụp hình lên thì anh em là thấy giống nhau, nên là rất nhiều bạn là thắc mắc. Thì mình làm cái video này để chia sẻ tới tất cả các bạn, để các bạn xem video các bạn sẽ hiểu luôn, khỏi cần phải giải thích nhiều. Sau này mình dễ dàng, các bạn hỏi mình dễ dàng, mình các bạn xem video dễ dàng hiểu cho mình. Chứ bây giờ chụp lên hình là nó giống nhau hết, loại 250 với loại 200 là nó giống nhau y chang. Đây, côn thực chiến thì dây nó dài 18 cm nha các bạn. Nhìn qua thì là đúng giống nhau thật. Anh em nhìn qua thấy giống nhau không? Y chang luôn, chả khác gì. Nhưng mà cái điều khác biệt là nó nằm ở chỗ này các bạn. Đấy, anh em thấy cái dây xích khớp xoay không? Anh em nhìn thấy cái dây xích khớp xoay hai loại nó khác nhau không? Đấy, dây xích khớp xoay khác nhau này, trọng lượng khác nhau này. Trọng lượng của cái loại 200.000 này thì loại côn inox thực chiến 200.000 thì trọng lượng của nó là 350g, 350g nhé các bạn. Loại này á, dây nó là 18 cm, đường kính là 25. Chỉ tổng chiều dài của côn là 28 cm, nặng là 350g. Còn cái loại này là nặng hơn, là 450g, 450g nhé các bạn. Và cái dây xích của nó cũng 18 cm nhé các bạn, cũng chiều dài là 28 cm và phi 25. Nhưng mà trọng lượng nó khác. Loại này là 450g, còn loại này là 350g. Và dây xích của loại này là lắp 4 ly, còn dây xích này chỉ có 2 ly. Nó khác biệt hoàn toàn. Đấy. Loại này cũng vậy này, loại này thì cũng vậy, mẫu này thì cũng nhiều bạn rất chi là thích, bởi vì mẫu này nó có cả tiện vân ở đầu trên này, đầu dưới này. Loại này cũng có 350g nhé các bạn. Cái này là video mình thích nhất, mình làm video để chia sẻ tới tất cả các bạn. Vì trong video là thật nhất, video là chân thành nhất, video là dễ hiểu, dễ hình dung nhất. Đôi khi là chúng ta gửi hình ảnh là còn phải giải thích cho nhau nữa, nhưng mà xem xong video này là các bạn sẽ hiểu cho Toản về cái nội dung Toản muốn truyền đạt, muốn truyền tải tới tất cả các bạn. Để anh em không phải thắc mắc gì nhiều về cái dòng mà 200 với dòng 250 nha các bạn. Thì đợt này thì Toản đang có chương trình được khuyến mại là miễn phí ship hàng cho toàn quốc, cho tất cả các bạn là dòng này, dòng thực chiến 250 ngàn này, là cái dòng này là mình đang có chương trình được khuyến mại cho các bạn. Còn mấy cái dòng này thì cái giá này là mình vẫn chưa lên đâu nha. Giá này cách đây là 5-6 năm về trước là vẫn là 200, thì năm nay vẫn 200. Còn cái này cũng là 200. Nhưng mà khi nào mà anh em, nhiều bạn này thắc mắc bỏ cái dây 18 lại sao lại rẻ hơn dây xích 15. Dây xích 15 là, mình lấy một cái dây xích 15 cho anh em xem này. Đâu đây, thì mình lấy cho các bạn dây xích 15 này. Nhiều loại côn quá các bạn. Đây. Dây xích 15 này các bạn. Dây xích này đúng ra là chỉ có 14 năm thôi đấy, chưa được 15, nó là 14,5. Dây xích này dành riêng cho những bạn nào mà thích côn biểu diễn, thích loan côn, thích dòng biểu diễn, thì cái dòng này là 220.000. Tại sao nó lại đắt hơn? Bởi vì là mình phải đi cắt đi, cắt mắt xích nó ngắn đi. Như các bạn đang dây dài như thế này, các bạn yêu cầu là cái dây 15 cm để biểu diễn, chuyên về côn biểu diễn, nên là phải cắt ngắn đi như các bạn. Và cái công chi phí cắt ngắn đi, cắt ngắn đó, nên là cái chi phí đó là sẽ cộng vào cái tiền côn, nên là nó đắt hơn 20.000. Nếu mà bạn nào mà thích côn biểu diễn dây ngắn thì chi phí là nó cao hơn 20.000 nha các bạn, tức là 220. Còn không thì là 200 nha các bạn. Mình báo giá luôn, người thật đường thật này luôn. Thì có thể là sau một năm hoặc là nửa năm giá nó sẽ cập nhật giá mới, ví dụ như thị trường nó thay đổi, ví dụ như là giá sắt thép nó lên, inox nó lên, thì nó sẽ đẩy cái giá côn nhị khúc lên, thì lúc đó mình sẽ có video để báo giá lại cho anh em. Nhưng hiện tại năm 2022 thì mình nghĩ là hết năm 2022 thì vẫn là giá cũ như mình đang báo nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toản. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.